Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội dự chi 3.241 tỷ đồng giải cứu nút giao Pháp Vân, Vành Đai 3. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có tờ trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân, Cầu Giẽ với đường Vành Đai 3. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, mục tiêu của dự án là hình thành tuyến đường theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực nội thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam trung tâm thành phố. Cụ thể, dự án sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành Đai 3 với chiều dài khoảng 3,4 km, có điểm đầu giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, lý trình km 184+100, điểm cuối giao với đường Vành Đai 3, lý trình km 169+100. Quy mô mặt cắt ngang nền đường 60m. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.241 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ 2022 đến 2025. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, chủ đầu tư dự án sẽ tiếp tục rà soát, xác định cụ thể chi tiết, quy mô các hạng mục công trình của dự án, trong đó đặc biệt lưu ý đến giải pháp, phương án thiết kế các công trình cầu, nút giao trên tuyến, đảm bảo khớp nối đồng bộ với các quy hoạch liên quan. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.